tóc rụng á? Có chứ chị, các chị uống hà thủ ô giống nhà em này, các chị uống hà thủ ô giống em là bớt rụng đó các chị. Các chị liên hệ em mua hà thủ ô. Chứ em suy nghĩ về cuộn 4 năm nay thức trắng đêm thâu, vất vả chăm bề không ai thấu, xinh đẹp một phát cả làng ghen, đàn cuộn con nó ghen em dữ lắm các chị. Nên là từ ngày chúng nó chê em chỉ là con vặt lông gà, em đã phải chịu khó trau chuốt hình ảnh. Một tuần thay vì gội đầu một lần cho tiết kiệm nước thì giờ em 2 ngày gội đầu một lần. Thay vì em cuốn cái khăn tắm lên đầu để cho nó tự khô thì giờ em đã biết dùng máy sấy tóc. Em không có máy sấy tóc Dyson, em dùng máy sấy tóc Riverlong. Vậy mà cuộn con nó bảo em rằng là sang đến Mỹ mà còn dùng cái máy sấy kêu ồ ồ. Dạ khí không phải, cái máy sấy tóc Dyson em cũng được dùng ké rồi các chị, nó cũng ồ ồ ồ ồ ồ ồ, chỉ là thay vì nó kêu ồ thì giờ đó ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Đã là máy sấy tóc là phải có động cơ thì kiểu gì mà chả phải kêu à các chị. Cho nên cuộn con á, mình phải có kiến thức, mình đừng giống như mẹ. Atifan phải có kiến thức để người ta mới nể. Và chị cuộn nhá, chị giàu chị sang cả xã hội ai cũng biết, nhưng mà cái mồm chị tan hoang là có thật. Chị có một cái câu gì ta? Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Chị có câu đó thì em tặng chị câu này này. Đừng nghĩ rằng ra tù rồi mà mình không vào lại. Nhất là cái mồm của chị, với những cái phát ngôn đụng chạm người này, đụng chạm người kia, đụng chạm chính quyền, đụng chạm các tổ chức, rồi đụng chạm các vị này vị nọ, thì ngày về nơi xưa nó không còn xa lắm đâu chị. Chị hãy cố vùng vẫy, chị hãy cố giật tóc móc mắt. Nhưng chị phải nhớ, tâm can chị là người hiểu rõ nhất. Giống như năm xưa chị đâm đơn kiện em mấy lần, em cũng đi đấy. Xong chị về chị cũng hả hê, chị bảo là con trăng khàn móng tôm, mày biết chưa, mày đã thấy chưa? Dạ em thấy rồi chị, em thấy cái bản biên bản em bị phạt 7,5 triệu không có tên chị trong đó chị, không liên quan đến bà tổng của đại nạn chị. Sau lần nhục đó chị đã quên tên em. Rồi chị lại cho con trai của chị viết đơn tố cáo em xúc phạm danh dự của người mẹ ruột. Em cũng lại đi hầu và em cũng lên em trình bày, dạ em đéo biết mẹ anh là ai cả, con nghĩ mẹ anh là con nào vậy, sao em không biết? Ồ vậy ư? Ồ my god, chưa có phước để gặp, chưa quen, chưa biết, không có tầm để quen. Ồ my god, rồi sao, bảo em là xúc phạm danh dự à? Ồ my god, tự dưng mẹ anh có tên có tuổi, có phải vong hồn cắt đảm đâu, có phải người khuất mặt khuất mày chết trôi sông lạc chợ đâu, mà mẹ anh lại tự nhận mẹ anh là con cuồn cuộn già. Mà kể cả là mẹ anh có nhận mẹ anh là con cuồn cuộn già thì ra pháp luật trọng chứng không trọng cung, anh hiểu không anh nghe trái? Anh với mẹ anh vô học và ngu giống y chang nhau, bởi vì mình không được đi học á, nên mình không có hiểu như thế nào gọi là luật pháp. Ra luật pháp ấy, tất cả phải là bằng chứng, phải là chứng cứ để buộc tội, chứ không phải là khơi khơi như nằm mơ và tưởng tượng. Mẹ anh tưởng tượng đã đành, anh trẻ tuổi mà anh không có uống ginkgo bổ não, không có uống những dòng focus factory cho não bộ phát triển, không uống omega. Chắc lúc có bầu mẹ anh mải đi chơi trai, không uống DHA, không uống prenatal viên bổ bầu, nên anh ngu y chang con mẹ anh. Nghe nói anh cũng chơi nhiều hàng nhiều họ, rồi cũng y chang con mẹ mê casino, nợ tiền nhiều lắm, cũng cố cào cấu. Ồ nhắc lại mới nhớ, sao sừng trâu vẫn có thể đứng cạnh và đi cùng anh ta. Hôm qua mới xem ở cái clip nào ở trên Đà Lạt ấy, gia đình hạnh phúc ấm êm quá ha. Cái gia đình này nó cũng kỳ ha mọi người ha. Thằng con riêng thì đâm đơn kiện thằng cha là vu cho mẹ nó bị tâm thần. Bởi vì nếu người tâm thần là không có khả năng để chịu trách nhiệm về pháp luật.
Thằng cha thì muốn chạy cho con mẹ giấy tâm thần để được giảm án. Thằng con thì sợ thằng cha dượng, sợ thằng cha dượng làm được tờ giấy đấy thì tài sản của con mẹ được đứng tên sẽ thuộc về thằng cha giải quyết, trả nợ cho doanh nghiệp. Và thằng con đang bị giang hồ dí về nợ tiền cờ bạc, nên thằng con nhất định phải dãy đành đạch, không chấp nhận chuyện mẹ nó bị tâm thần. Chính vì lẽ đó mẹ nó mới đi 2 năm 9 tháng, chứ tâm thần thì có lẽ là nhẹ hơn. Suy cho cùng ấy, cái gia đình nhà đấy ấy, nó rất là kỳ các bạn. Xong vẫn ngồi ăn cơm chung, tao nhổ nước bọt vào mặt mày, vẫn ngồi ăn cơm chung, vẫn đi chơi chung, vẫn nói chuyện chung. Thật sự không còn từ ngữ nào để có thể tả được. Người ta bảo rồi, mấy đời bánh đúc có xương, mấy giờ mấy đời con ghẻ lại được mẹ thương con chồng. Thì thằng cha nó cũng thế thôi. Không có mùa xuân đấy đâu mấy bé ạ. Cho nên ý, mấy con cuộn con hay bảo là tao thách mày dám về Việt Nam, tự dưng tao đang ở bên này tao ôm con cu, tao đang sống cuộc sống gia đình tao hạnh phúc ấm êm, tao phải vì cái lời cái mồm chúng mày mà tao phải về chứng minh á. Chúng mày uống thuốc vào, uống thuốc nhiều vô, chúng mày quen giống con mẹ chúng mày, quen ngông cuồng ngạo mạn, quen là sai người này đánh người kia để bắt người ta làm theo cái luật mà con mẹ chúng mày mong muốn. Tao đã bảo rồi, tao ở Việt Nam suốt bao nhiêu năm trời, con mẹ chúng mày không làm gì được tao, thì tao không nghĩ rằng là đến giờ phút này tao còn phải chiều lòng con mẹ chúng mày. Không có mùa xuân đấy được. In 0.2 miles, traffic light camera ahead.